Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình có dịp lên trên cái khu vực vùng Bảy Núi nè mọi người. Từ nhà mình chạy lên đây cũng gần 100 cây, gần 100 cây số đó. Mình đi về vừa mới mưa xong nè. Đây cái đường lộ lên trên núi nè nha. Đó, trời mới mưa xong lộ đá ra rất là nhiều luôn. Mình thấy nó đá sáng nhiều lắm nha. Để tí xíu nữa mình tìm có phát hiện gì mình sẽ mở máy quay cho mọi người xem nha. Giờ mình ngưng để mình tìm tí đó. Đây mình vừa phát hiện ra chỗ này nó mưa lớn, cái bắt đầu nó lòi mấy viên đá lên nè mọi người nè, ở dưới nước nè, đây viên nữa này, thạch anh nha, nhưng mà cái độ trong suốt nó thì nó không có, nó hơi có tạp chất tí nè. Cái này do trời mới vừa mưa xong nên ánh sáng hơi bị kém tí xíu, mọi người xem thông cảm nha. Nè, rồi chậm nét quá. Cái viên này thì nó khá là trong nha, để mình đưa lên cho mọi người xem nè. Đó, cái cấu trúc thạch anh này sao nó tương tự như là cái cấu trúc của kim cương nha, nó hình nón nha. Ánh nắng không có nên khó lấy nét quá. Đây cho mọi người xem nè, nó lộ ra nè. Đó, đây nữa nè, để mình gom lại hồi mình cho mọi người xem nha. Viên này thì nó bị nhiễm phèn rồi. Đó, để mình gom lại nha, một chỗ đây nha. Đây có một viên mà hơi đục, kệ đi, viên này khá là trong nè. Phải chi giấc này có nắng lên kìa, mọi người xem dài đây nữa nè. Đó, dài theo cái đường này nè nha mọi người nha. Đó, mà ở đẳng thì khu khúc đẳng không có, nó có ở một cụm ở chỗ này nha. Nè, đó, mấy viên này thì nó không được trong cho lắm, còn mấy viên này nó sáng nè. Đây nữa nè, wow, mưa nó lòi ra nè mọi người. Đây cho mọi người xem nè, cái màu này hình như nó hơi tím nè. Mình gom lại một cụm đây nha. Rồi, nhất này lấy nét thua luôn rồi, chậm nét quá. Đây mình tìm thử ở đây tí nữa coi sao. Đây nữa nè, đây toàn là những loại đá thạch anh trong suốt không nha mọi người nha. Nè, đó, mà nó không có được to, nó nhỏ không nè. Có viên đá này hơi đỏ nè nha, kiểu như là mắt tôm của ruby vậy đó. Mình kiếm những viên nào trội trội tí. Cái này màu hơi ngà ngà xanh chứ không phải là đen nha. Nhưng mà mình thích mấy cái viên đá sáng này nè. Mình nhặt một số để hồi nữa mình có ánh nắng mình cho mọi người xem nha. Nè, mình gom lại một cụm đây nè. Tí xíu nữa mình kiếm cái bọc mình bỏ vô. Bọc mình để trong xe rồi. Đây nè. Đó, giấc này hơi tối màn hình tí xíu, không biết mọi người có nhìn thấy được chi tiết không. Đó, khá là đẹp luôn, không biết còn nữa hay là không nè. Mới có lượm một tí xíu thôi mà được bao nhiêu rồi đây nha. Xe chạy vô luôn, người ta đi xịt, người ta giờ mình đâu không biết làm gì chứ, nó xe quẩy xịt kìa. Đây nè, nó kế bên nữa nè. Rồi ở đây toàn là đá sáng, đá này chắc là thạch anh quá, thạch anh luôn, thạch anh nhưng mà nó trong nha,
trong chứ không phải như mấy viên thạch anh đục. Và thôi mình ngừng tí xíu để mình tìm có phát hiện gì mới, mình sẽ mở máy tiếp quay cho mọi người xem nha. Nè, mình gom có một tí được nhiêu nè. Đây mình cho mọi người xem trong cái cục đá xanh này nè. Nó có cái gân đá nhìn rất là đẹp luôn. Đầu ngoài thì nó bị nổ ra hết rồi, nó còn dính lại một tí xíu nè. Nó rất là chiếu nha, trong suốt luôn. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Để mình kiếm những cái mảnh vỡ của cục này. Thạch anh thì khá là nhiều nha. Thạch anh nhưng mà tạp chất thì nó hơi nhiều. Nè, cho mọi người xem cái cục đá này nè, những cái gân đá này nè. Mình không có đem theo đèn nên mình không có soi được. Nè, mấy cái gân đá này nè. À, nhìn những gân đá này nhìn khá là đẹp nha. Gân đá này quá tốt luôn. Nhưng mà to quá. Còn những viên to hơn nữa nha. Nè. Theo dài theo cái suối này nè. Okay, thế là xong mọi người. Chắc này mưa quá mưa, chắc mình xin ngưng để mình đi về quá. Đường còn xa. Kìa đằng đó cái có cáp treo đi lên núi kìa. Đó, mình zoom lên cho mọi người xem nè. Đó, cáp treo đi lên núi đó. Nè, cảnh mưa trên núi nè. Đó. Nhìn khá là đẹp luôn nha, cảnh núi nè. Đây, thu hoạch của mình ngày nay có bao nhiêu đây nha mọi người nha. Đó. Một số tinh thể không à, không có cuội nha, tinh thể thạch anh nha. Rồi mưa quá mưa luôn, ướt cái máy luôn mọi người. Nè, dưới mấy cục thạch anh tạp chất nè. Đó. Rồi, cảnh mưa trên núi này còn nguyên cái bãi đá này mình trời đất này trời mình đang mặc áo mưa luôn á. Vậy thôi chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây luôn mọi người. Nếu mọi người thấy yêu thích đi tìm đá quý cũng như là yêu thích cái clip này, xin để lại cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những chuyến đi tìm đá quý tiếp theo của mình đi nha. Chào mọi người luôn nha.